Sáng 19 tháng 4, có thêm một ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, gần 80.000 người Việt Nam đã tiêm vaccine. Sáng ngày 19 tháng 4, Bộ Y tế cho biết có thêm một ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật Bản đã cách ly ngay tại Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 2.785 bệnh nhân. Đến nay đã có gần 80.000 người tiêm chủng vaccine COVID-19, nhiều địa phương đang triển khai tiêm đợt 2. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca, Hưng Yên 3 ca. 10 tỉnh, thành phố gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 65 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội đã 62 ngày và Hải Phòng 55 ngày, Hải Dương đã 25 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 4 đến 6 giờ ngày 19 tháng 4, có một ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Số ca mắc COVID-19 của thế giới. Cả thế giới hiện ghi nhận 141.979.313 ca mắc COVID-19, trong đó có 120.508.845 ca đã khỏi bệnh, 3.031.985 ca không qua khỏi và 18.438.483 ca đang điều trị. Trong số này có 107.350 ca diễn biến nặng. Trong 12 giờ qua, số ca mắc COVID-19 của thế giới tăng 603.349 ca và số ca không qua khỏi tăng 6.361 ca. Thông tin ca mắc mới. Một ca mắc mới, bệnh nhân 2.785, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Cụ thể, ca bệnh 2.785, bệnh nhân là nam, 39 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 13 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 17 tháng 4 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.150, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 531. Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.361, cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú là 15.258. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.475 trên tổng số 2.785. Có thêm 10.415 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong tuần từ 12 đến 18 tháng 4 năm 2021. Tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại 22 tỉnh, thành phố cho 79.182 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an, quân đội. Chi tiết 10.415 người được tiêm tại 13 tỉnh, thành phố trong tuần từ 12 đến 18 tháng 4 năm 2021 như sau. Hà Nội 99 người, Hải Phòng 603 người, Hải Dương 851 người, Bắc Giang 251 người, Quảng Ninh 2.512 người, Điện Biên 324 người, Thành phố Hồ Chí Minh 1.438 người, Đồng Tháp 105 người, Bình Dương 35 người, Bắc Ninh 2.291 người đợt 2, Hà Tĩnh 1.356 người đợt 2, Cao Bằng 345 người đợt 2, Phú Yên 105 người đợt 2. Ngày 18 tháng 4, thành phố Hải Phòng đã kết thúc tiêm chủng đợt 1. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đang nỗ lực để hoàn thành đợt 1. Có 5 tỉnh đã triển khai tiêm chủng đợt 2 là Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Phú Yên và Bắc Giang. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX đợt 2. Đối với số lượng 80.000 liều cấp cho quân đội, điều chỉnh số lượng còn 35.000 liều cho quân đội tiếp nhận
bảo quản và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Hơn 34.000 liều được chuyển cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh thuộc 44 tỉnh, thành phố. Bổ sung hơn 10.000 liều cho 5 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An. Đối với số lượng 30.000 liều cấp cho công an, điều chỉnh cấp cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố thuộc 62 tỉnh, thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh báo cáo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh để tổ chức tiếp nhận, bảo quản vaccine phòng COVID-19 và cấp phát số vaccine này cho lực lượng Công an tỉnh để tổ chức tiêm. Trước đó vào ngày 1 tháng 4, Bộ Y tế tiếp nhận hơn 811.000 liều vaccine AstraZeneca do chương trình COVAX Facility hỗ trợ. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các địa phương được phân bổ vaccine COVID-19 của COVAX phải nhanh chóng tổ chức tiêm và hoàn thành trước ngày 5 tháng 5. Thưa quý vị, số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia và Thái Lan đang tăng mạnh với hơn 1.000 ca mỗi ngày. Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và nhiều thành phố phải phong tỏa. Nguy cơ xâm nhập bệnh vào Việt Nam qua tuyến biên giới Tây Nam và lần bùng phát COVID-19 thứ ba đang hiện hữu. 5 đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng và các Thứ trưởng dẫn đầu đã bắt đầu đi kiểm tra vùng Tây Nam Bộ từ ngày hôm nay. Hơn bao giờ hết, lực lượng phòng dịch ở biên giới Tây Nam đang vô cùng căng thẳng. Ngày 13 tháng 4, An Giang xuất hiện 2 ca dương tính trở về từ Campuchia, là một cặp vợ chồng. Ngay sau đó, có 16 trường hợp F1 được đưa đi cách ly, 131 trường hợp F2, F3 được cách ly tại nhà. Tỉnh An Giang đã tăng cường thêm 200 chốt chặn, kiểm soát dịch cho đường biên giới dài 100 km với Campuchia. Lực lượng biên phòng phải hoạt động liên tục, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ ở địa bàn nhạy cảm này. Để ngăn chặn phòng chống dịch bệnh và làm nhiệm vụ kép trên biên giới, trong thời điểm hiện nay, chúng tôi được bố trí là 25 tổ chốt trên biên giới. Các anh nhìn thấy có cái tổ chốt, đây là tổ chốt số 9. Làm tốt công tác ngăn chặn phòng chống dịch, đảm bảo không có trường hợp vượt biên trái phép. Những trường hợp nào qua lại biên giới đều phải đi đường qua các đường cửa khẩu và chấp hành nghiêm cái công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp cũng có đường biên giới dài hàng chục km tiếp giáp với Campuchia. Ngoài hoạt động tuần tra của lực lượng biên phòng, thì các cơ sở y tế vùng biên cũng phải tăng cường kiểm soát, kiểm dịch, đặc biệt là đối với các đối tượng trở về từ bên kia biên giới, nơi mà thủ đô Phnom Penh của Campuchia phong tỏa hoàn toàn nhiều ngày qua. Ở đối với huyện thì cũng có cái ban chỉ đạo, rồi xã cũng có ban chỉ đạo. Thì trong ban chỉ đạo của huyện cũng như xã thì đều có cái thành viên, và đặc biệt là khi mà có ca cần truy vết thì chúng tôi đội đáp ứng nhanh sẽ báo về cái ban chỉ đạo xã, ban chỉ đạo xã. Rồi ban chỉ đạo xã sẽ huy động cái lực lượng y tế và công an để mà truy vết kịp thời. Như vậy thì chúng ta có một cái đường biên giới rất dài với các nước bạn. Trong do đó nước bạn thì cũng đã có những cái ca bệnh xuất hiện ở cộng đồng, và tình hình dịch bệnh ở các nước bạn cũng đang diễn biến rất là khó lường. Chỉ đạo lực lượng biên phòng làm nòng cốt, phối hợp với công an, với chính quyền địa phương để làm tốt cái công tác kiểm soát chặt chẽ cái dọc biên giới. Tính đến hết ngày 18 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 64 ngày không có ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương cũng trong vùng an toàn. Nhưng sự bình yên tạm thời đó đang đứng trước làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3. Việt Nam hiện đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa vaccine cho các chiến sĩ tuyến đầu, đồng thời tổ chức kiểm tra phòng chống dịch ở các tỉnh Tây Nam Bộ bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2021 với toàn lực lượng y tế. Trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã có chuyến khảo sát tại biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh Kiên Giang huy động tối đa tất cả các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch, nêu cao vai trò của nhân dân trong việc phối hợp với các lực lượng trong phòng chống dịch. Hiện nay, thì Bộ Y tế đã yêu cầu Viện Pasteur thiết lập phòng xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Hà Tiên để chuẩn bị cho tình huống xấu hơn, phức tạp hơn. Sáng nay, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đã gửi công văn đăng ký đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kèm theo dự thảo phương án đón khách. Nếu được chính phủ phê duyệt, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm cơ chế hộ chiếu vaccine. Ông Thanh cho biết trong đợt thí điểm đầu tiên sẽ đón khách Hàn Quốc. Khách vào Việt Nam sẽ do các hãng lữ hành quốc tế tổ chức theo chuyến. Mỗi người đều phải có hộ chiếu vaccine và giấy xác nhận của cơ quan y tế cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đoàn khách sẽ thuê riêng một chuyến bay đến sân bay Chu Lai, sau đó đến thẳng khu nghỉ dưỡng thuộc huyện Duy Xuyên hoặc huyện Núi Thành. Được biết, hai nơi nghỉ dưỡng này
đều nằm biệt lập và cách xa khu dân cư. Nhân viên tại các điểm nghỉ dưỡng sẽ được tiêm vaccine COVID-19 kết hợp với các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Việc phòng dịch tại cơ sở lưu trú được áp dụng như khu cách ly tập trung.